Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Toàn cảnh đám cưới thế kỷ đẹp như cổ tích của Như Quỳnh Ngọc Sơn, thay năm bộ váy trị giá bạc tỷ, khách mời khủng góp mặt, không gian tiệc cưới được trang trí tràn ngập hoa tươi, đèn, nên khiến cho đám cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn đỉnh đám bậc nhất nhì showbiz Việt sau nghi thức đón dâu và đãi tiệc hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiệc cưới của Như Quỳnh và Ngọc Sơn chính thức diễn ra tại một trung tâm hội nghị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Hoa tươi, đèn, nến tràn ngập khắp không gian buổi tiệc cưới Như Quỳnh và Ngọc Sơn. Những chi tiết nhỏ nhất của buổi tiệc cũng được trang trí cầu kỳ. Được biết, riêng chi phí cho phần trang trí đám cưới của Như Quỳnh, Ngọc Sơn lên đến cả tỷ đồng. Trang phục cổ cưới của cô dâu và chú rể cũng được chuẩn bị chu đáo, không đụng hàng bất kỳ đám cưới nào. Ngắm nhìn toàn cảnh đám cưới thế kỷ của Như Quỳnh Ngọc Sơn, trở thành đồng nghiệp gắn bó bên nhau đã nhiều năm nhưng hôm nay Như Quỳnh mới có dịp đến thăm nhà. Ngọc Sơn xuất hiện trẻ trung trong bộ váy xanh ôm sát, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc bới cao. Nữ giám khảo thần tượng Bolero 2018 khiến Ngọc Sơn không tiếc lời khen ngợi. Tại đây, hai nghệ sĩ đã ngồi lại với nhau và cùng trò chuyện về chuyện đời, chuyện nghề và chia sẻ những tâm tư dành cho Bolero. Dòng nhạc luôn nhận được sự ưu ái của nhiều khán giả. Như Quỳnh thành thật chia sẻ cô và Ngọc Sơn dù không có quá nhiều kỷ niệm bởi một người ở trong nước, một người ở hải ngoại. Tuy vậy, Ngọc Sơn lại là người nghệ sĩ mà cô luôn ái mộ từ thuở còn bé. Nữ ca sĩ kể lại dù còn nhỏ xíu nhưng cô đã rất mê Bolero và luôn dành sự ngưỡng mộ cho những nghệ sĩ tiền bối đã thành danh với dòng nhạc này. Trong đó, những màn trình diễn của Ngọc Sơn luôn mang lại cho Như Quỳnh một cảm giác đặc biệt bởi sự sáng tạo độc đáo và tài năng xuất chúng của anh. Tôi ái mộ Ngọc Sơn từ khi còn là một cô bé, bé tí thì thôi. Lúc đó Như Quỳnh rất nghèo, không có đủ điều kiện để xem Ngọc Sơn trình diễn. Chỉ ao ước làm sao để có thể một lần tận mắt chứng kiến người thần tượng mà mình từng ái mộ. Đối với Như Quỳnh, anh Ngọc Sơn như một thần đồng, anh có nhiều điều đặc biệt, táo bạo, cách trình diễn cực kỳ xuất sắc. Thời gian ấy, Như Quỳnh thậm chí còn ước phải chi mình là con trai thì cũng sẽ bắt chước giống như anh Ngọc Sơn vậy. Như Quỳnh tiết lộ, về phần anh ba, ấn tượng ban đầu của anh với Như Quỳnh cũng cực kỳ sâu đậm bởi trong một lần ghi hình, anh đã được vị đạo diễn giới thiệu hợp tác với Như Quỳnh cùng những mỹ từ như thiên tài, một siêu sao xuất hiện, cực kỳ xinh đẹp. Nam danh ca thẳng thắn chia sẻ anh ước gì lúc đó mình có thể cua được Như Quỳnh. Mặc dù lúc ấy Như Quỳnh mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi đầu, tài năng và phẩm chất ngôi sao, cách sống tâm đức của cô đã chinh phục nhiều người trong nghề. Hơn thế nữa, theo Ngọc Sơn, ngày trước Như Quỳnh luôn toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng lan tỏa trong trái tim người khác khiến cho cô có không ít người ái mộ. Và Ngọc Sơn có lẽ cũng là một trong những người yêu thầm nàng ca sĩ có giọng hát ngọt ngào Như Quỳnh. Anh ba là người đã vỗ về, giúp đỡ tinh thần Như Quỳnh rất nhiều khi cùng ngồi ghế nóng. Anh nói, em cần gì anh ba sẽ giúp cho em. Có gì em cảm thấy khó khăn hãy cứ nói ra, anh sẽ hỗ trợ cho em một cách tối đa. Đó là tình cảm thật lòng vô cùng đáng quý của một người anh dành cho người em của mình, khiến Như Quỳnh cảm thấy rất vui và xúc động. Giọng ca người tỉnh mùa đông giải bày. Như Quỳnh có tên khai sinh là Lê Lâm Quỳnh, như sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970 tại thành phố Huế, quê ở Đông Hà, Quảng Trị. Cô là con gái đầu lòng của một gia đình gồm 3 người con, với 2 người em trai. Lý do chính yếu khiến Như Quỳnh không thể theo học nhạc đến nơi đến chốn là hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế của gia đình. Sau khi tốt nghiệp trung học, Như Quỳnh với một tấm lòng rất thương mến trẻ thơ đã tình nguyện cộng tác với một nhà văn hóa thiếu nhi để tập múa và tập hát cho các trẻ em. Do sự khuyến khích của mẹ và bạn bè, Như Quỳnh ghi tên tham dự cuộc thi tiếng hát truyền hình được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991 và đã đoạt được giải đặc biệt, đó là số điểm tuyệt đối dành cho thí sinh mà trước đó và đến nay chưa có thí sinh nào đạt được thành tích như vậy tại cuộc thi tiếng hát truyền hình. Bởi vậy Như Quỳnh là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối. Mới đây, dư luận rộ lên thông tin giọng ca hải ngoại Như Quỳnh và ông hoàng nhạc Xến Ngọc Sơn đã yêu nhau được một thời gian và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Theo tin đồn đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, gia đình của hai ngôi sao nhạc trữ tình đã gặp nhau và đám cưới là điều không còn xa. Với sức hút tên tuổi của Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời nổ ra nhiều cuộc bình luận sôi nổi. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện,
chúng tôi đã liên hệ với phía ca sĩ Như Quỳnh, trợ lý của ngôi sao sinh năm 1970 phủ nhận thông tin trên và cho biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Người trợ lý cũng nói thêm, khi nghe được những tin đồn này, Như Quỳnh chỉ cười và im lặng bởi cô vốn là người không quan tâm đến những đồn đoán sai lệch xung quanh mình. Từng gây sốt với hình ảnh cô gái đội mũ nồi, mặc váy đỏ trong video Người Tình Mùa Đông, Như Quỳnh trở thành cái tên được rất nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Tài năng, xinh đẹp và nổi tiếng, song cuộc đời của ca sĩ Như Quỳnh gặp không ít chôn chuyên. Lổ vỡ, cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với chồng là một kỹ sư không lưu ở Mỹ và có một bé gái dễ thương, song Như Quỳnh bao giờ được mặc váy cưới đúng nghĩa. Ngọc Sơn, sinh ngày 26 tháng 11 năm 1970, là một ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam. Ngọc Sơn được biết đến với các danh xưng như Hoàng tử Nhạc Sến, Ông Hoàng Nhạc Sến và Michael Ngọc Sơn. Anh nổi tiếng hơn từ những ca khúc như Vầng Trăng Cô Đơn, Tình Cha, Lòng Mẹ. Ngọc Sơn sinh ra tại Đồ Sơn, Hải Phòng, nhưng quê quán ở Quảng Nam. Nẵng, cha là Phạm Ngọc Thanh, cựu hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam thời kỳ kháng chiến, đồng thời là trưởng đoàn văn công quân khu 5. Ngọc Sơn sống trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 1975, Ngọc Sơn theo bà vào Đà Nẵng. Năm 1977, anh và Bạc Liêu sinh sống. Mãi đến năm 1987, Ngọc Sơn lên Sài Gòn và học trường nghệ thuật sân khấu. Khoảng 2 năm sau đó, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào con đường sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp và trở thành. Năm 1975, Ngọc Sơn theo bà vào Đà Nẵng. Năm 1977, anh và Bạc Liêu sinh sống. Mãi đến năm 1987, Ngọc Sơn lên Sài Gòn và học trường nghệ thuật sân khấu. Khoảng 2 năm sau đó, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc. Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào con đường sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp và trở thành hiện tượng thu hút lòng dân bằng những sáng tác đầu tay như Lòng Mẹ, Giận Hờn, Nhớ Về Em tại Liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc 1989 tại Nha Trang, với nhiều ca sĩ nổi tiếng cùng tham gia. Ngọc Sơn đã trở thành hiện tượng lớn nhất của kỳ liên hoan này. Anh tham gia với tư cách đại diện cho đoàn ca múa Minh Hải với bài hát Thuyền và Biển. Anh gây sửng sốt cho giám khảo, khán giả và đồng nghiệp. Ngoài danh hiệu ngôi sao nhạc nhẹ, Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải thưởng ca sĩ được khán giả yêu thích nhất. Từ đây, anh được các hãng băng nhạc săn đón. Các bài hát được sáng tác từ lúc mới đi hát những năm 87 đến 88 được anh giới thiệu và nhanh chóng trở thành những bài hát hút hồn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.